Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng với một đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Lệ Nhi, sinh năm 1984, trú tại huyện Quảng Trạch. Nhi là trưởng của một văn phòng giao dịch chuyên kêu gọi vốn đầu tư tiền ảo nằm tại huyện Bố Trạch, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam. Đối tượng cùng 5 nhân viên hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền đầu tư và hưởng lợi nhuận từ 6 tới 10% một tháng, thậm chí có thể lên tới 14% một tháng. Lợi nhuận phần trăm càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia. Tuy nhiên sau đó sàn giao dịch của đối tượng tạm thời dừng giao dịch, việc nạp rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Có hơn 200 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc này.